chia sẻ thêm một chút nữa, ở yoga có một cái quy tắc để mình luyện tập, đó là quy tắc luyện tập nữ tính. Không phải những chỉ có những cái tư thế mà mình chỉ cần dùng sức mạnh, thì những cái tư thế này còn yoga còn có những cái tư thế này là những cái tư thế mà mình sử dụng nó để phát cái miệng nữ tính của mình và để cho cái sức khỏe của phụ nữ của mình tốt hơn. Mình và những cái chuỗi này thì mọi người hãy cứ tập với mình nhé. Mình có thể tập nó vào buổi sáng trước khi sau khi ngủ dậy và buổi tối trước khi đi ngủ, vì cái chuỗi này thực sự rất là nhẹ nhàng, nó không có một chút nào là sức mạnh cả. Mình có thể tập nó nhiều lần vào một tư thế như vậy, mình có thể giữ nó vài trong một phút hay vài phút, và nếu không thì mình có thể giữ nó tầm khoảng 40 giây trong một tư thế. Mình sẽ bắt đầu nhé. Bắt đầu mình sẽ ngồi thẳng với cái tư thế hai chân mở rộng như thế này, hai cái bàn chân của mình kết vào với nhau, đây là tư thế ngồi thẳng đứng. Mình cũng đã quên với những bài đầu tiên mình đã nhìn chân thẳng đứng rồi đúng không? Thì cái tư thế này nó sẽ giúp cho mình giải phóng phần căng cứng, phần kém linh hoạt ở cơ đùi sau của mình và cái một phần ở phần khớp chậu đùi của mình. Mình sẽ ngồi hai tay của mình đan lại ở dưới bàn chân của mình và nhịp cái đầu gối của mình để cho cơ thể của mình, hai cái chân của mình linh hoạt hơn một chút nhé. Mình sẽ nhịp và nhanh lên một chút và mình sẽ tự đếm tầm khoảng 20-30 lần như vậy. Mình bắt đầu cứ mở rộng hai chân sang hai bên và cố gắng hạ cái đầu gối xuống càng thấp càng tốt và đập nó hai cái nữa. Thế nên nào như thế nào, mình cảm thấy có thoải mái không? Đúng rồi. Rồi sau đó khi mà mình nhịp hết 30 cái rồi thì mình sẽ giữ lại nhé. Mình giữ lại, sau đó mình sẽ ngồi gần người nè. Mình vẫn đan hai cái bàn tay của mình ở phía dưới như vậy. Rồi hít vào mình đẩy lồng ngực về giữa hai tay. Rồi thở ra mở hai cái khuỷu tay của mình sang hai bên, đè xuống cái bắp chân của mình để mở hai cái chân của mình sang hai bên, rồi gần người xuống để cho cái đỉnh đầu của mình, trán của mình hướng xuống sàn. Mình sẽ cảm thấy hai cái hông của mình được kéo ra hai bên, hơi căng một chút, giữ lại như vậy tốt nhất. Mình cứ thả lỏng tốt ra, cảm nhận về cái phần hông của mình, cảm nhận về xương chậu của mình, hít thở 5 4 3 2 1 vào nâng người dậy, thở ra buông hai tay của mình ra và mình khép một chân của mình lại, khép chân trái của mình lại, giữ dài chân phải của mình về phía sau bên phải. Mình về tư thế ngồi mở chân ra, đúng rồi. Dù là mình khép chữ V hoặc mình có thể mở ngang ra thì mình vẫn muốn là mọi người xoay cái hông của mình về phía trước như thế này và giữ mũi bàn chân của mình lên. Mình không nhất thiết phải mở quá rộng hoặc mình miễn là để cho hông cái hông của mình được thẳng về phía trước. Xoay hết vươn hai tay của mình cao lên như sẽ ngồi vặn người ở đây. Thở ra nào, tay phải của mình sang chân bên trái, tay phải của mình sang cái chân gập, rồi nghiêng người sang cái chân bên chân thẳng của mình. Đúng rồi. Hít thở, thả lỏng hết cơ thể của mình ra, giữ hai hông của mình để thật sàn và cảm nhận tay bên trái của mình kéo người của mình đi thấp xuống hướng về phía bên chân bên phải. Mình cứ thả lỏng nhẹ nhàng ra cho cái trọng lực của trái đất hút mình đi xuống. Vài hơi thở nữa, 3 2 1, hít vào nâng người dậy, vươn hai tay qua lại, thở ra hạ tay của mình xuống và mình khép hai chân của mình lại về tư thế ban đầu lại. Sau đó đổi chân nhé, khép chân phải của mình lại, giữ dài chân trái ra, giữ mũi bàn chân trái lên, hít vươn hai tay qua khỏi đầu, kéo cuộc sống của mình lên cao. Thở ra nào, tay trái của mình về phía chân gập và tay phải của mình về phía chân duỗi, nghiêng người toàn bộ người của mình sang bên trái và mình cố gắng mở cái lồng ngực của mình ra
tay bên phải của mình kéo người của mình xuống, thắt xuống, cứ thả lỏng, thả rơi cái tay của mình xuống, thở, cảm nhận mỗi cái cảm nhận của mình về phía đùi bên phải của mình, đùi bên phải của mình bây giờ đang được kéo căng giãn ra. Và cái tư thế này nếu mình tốt có thể là nắm được cái chân, còn nếu mình cảm thấy không ổn cứ giữ nó ở cái cao như thế này vừa không sao cả, mình chọn cho mình một tư thế thoải mái, một cái vị trí thoải mái nhất. Hít thở 3 2 1, rồi hít nâng người dậy, đưa tay qua khỏi đầu, thở ra hạ tay xuống, mình khép hai chân lại. Và sau đây mình sẽ đổi tư thế nhé, mình sẽ về tư thế Vrasana là tư thế ngồi. Sau đây mình sẽ về tư thế Vrasana là tư thế ngồi nhé. Ban đầu là mình sẽ ngồi xổm lên, là ngồi lên cũng phải tách hai cái chân của mình ra rộng hơn thông một chút, sau đó hướng hai cái mũi chân của mình hướng hai cái đầu gối đi ra ngoài, chắc hai tay của mình lại ở phía trước, mình dùng cái khuỷu tay của mình để lên đùi của mình, kéo cái đùi của mình ra phía xa hơn, hạ thấp cái mông của mình xuống, chắp hai tay lại và mặt thẳng người lên giữ lại ở đây. Đây là tư thế ngồi, mở hai cái chân của mình ra, mình sẽ cảm thấy hơi căng một chút ở cơ đùi sau của mình, mình thả lỏng cái mông của mình thấp xuống nhé và giữ lại. Mình cứ giữ lại ở cái tư thế này, hít sâu và thở chậm, chậm rãi cảm nhận phần hông của mình, phần cơ hông, phần cơ bụi trong của mình được kéo giãn ra. Vài hơi thở nữa, 5 4 3 2 1, rồi chậm rãi mình hạ mông của mình xuống, ôm gối lại, thả lỏng cơ bụi của mình ra. Và sau đó mình sẽ nằm xuống dưới thảm nhé, mình xoay dọc người và nằm. Mình sẽ về đến với những chuỗi tư thế nằm. Đầu tiên là mình sẽ nằm thẳng, hai chân duỗi xuống dưới thẳng. Sau đó mình sẽ co gối phải lại, co gối phải lại, ôm gối phải vào người, vẫn giữ cho gối trái của mình trên sàn, ôm gối phải vào người, giữ lại ở đây. Mình sẽ cảm thấy hơi căng một chút ở người bên phải và giữ cho cái chân trái của mình nằm xuống dưới thảm và không thõng cái lưng lên nhé, giữ lại. Vài hơi thở ở đây để kéo giãn cái hông bên phải của mình ra. 3 2 1, sau đó mình hãy tách cái chân nhẹ ra, tay của mình ôm ở phía dưới của gối, rồi mình kéo cái gối lên người sâu hơn nữa, mình đã cảm thấy cái cơ bùi của mình bên phải của mình được kéo giãn thêm một chút nữa, mình nhớ thả lỏng vai cổ ra, hít thở hơi căng một chút. 2 1, chậm rãi nha, thẳng cái chân phải của mình lên, thẳng chân phải, hai tay nắm lấy góc chân nào, nắm lấy đùi nào, thẳng chân phải lên, dừng mũi bàn chân lên. Đúng rồi, cái tư thế này nếu mình cảm thấy khó cân bằng quá, mình cứ chùm nhẹ gối của mình lại, cảm thấy hơi căng quá có thể chùm nhẹ gối lại để giữ cho cái vai của mình thả lỏng ra và giữ cho cái chân của mình không quá căng nhé. Hít thở đều rồi chậm rãi buông tay của mình, hạ chân phải của mình về vị trí ban đầu là duỗi chân ra và mình đổi cho chân trái, ôm gối trái của mình vào người lại, phẳng cái lưng của mình ra, ấn cái thắt lưng của mình xuống sàn, kéo cái gối trái về người, thả lỏng nhẹ vai đầu ra và giữ chân phải của mình, giữ nó hoàn toàn ở trên thảm, không nâng lên. Hít thở ấn thêm, mỗi lần mà mình thở ra cứ ấn chặt chân của mình, kéo chân về người nhiều hơn nữa. Và hít thở nữa, mình đếm 3 nào, 2 rồi 1, chậm rãi đây ạ. Tách cái chân phải của mình ra, mình nắm hai tay của mình về vào phía sau của đùi để kéo cái chân của mình thấp hơn một chút nữa, cảm thấy toàn bộ hông bên đùi bên phải của mình và đùi bên trái của mình được kéo căng không. Hít thở thả lỏng ở đây. 3 2 1, chậm rãi thẳng chân trái ra, thẳng chân trái, đúng rồi. Hai tay của mình tách ra nào, nắm
sâu và thở đều, mình không muốn gì gấp gáp cả. Hai, một nhẹ nhàng co nhẹ gối lại để hạ hết cái chân của mình xuống dưới sàn. Rồi nằm thả lỏng hai chân ra. Sau đây mình sẽ về tư thế bào thai và tư thế happy baby. Đầu tiên là mình nâng hai chân của mình lên co gối lại. Rồi sau đó mình ôm gối vào người đã. Sau đó mình ôm gối vào người xong mình tách hai chân của mình ra. Tách hai chân cho hai cái bàn chân của mình chạm vào nhau. Đúng rồi. Cái bắp đùi của mình hướng về người, hai tay của mình nắm lấy hai bắp. Hai tay của mình nắm lấy hai bàn chân. Mình giữ lại ở đây, đây là tư thế bào thai. Mình sẽ cảm thấy phần cơ hông của mình được mở rộng ra hai bên. Thả lỏng vai đầu, thả lỏng toàn bộ thắt lưng của mình ra, giữ lại ở đây 5 phút. Ít sâu hơn mọi người, giữ lại ở đây 5 hơi thở. Ít sâu. Thở ra chậm rãi. 2 3 4 nhẹ nhàng từ tư thế bào thai mình sẽ về tư thế em bé vui vẻ, tách hai cái chân của mình ra, luồn hai tay ra ở bên phía bên trong nắm lấy hai gót chân, sau đó mình hướng cho hai cái đầu gối của mình hướng sàn và nhớ cuộn cái mông của mình xuống, không nhấc cái đỉnh mông lên, giữ lại ở đây. Mình sẽ cảm thấy phần thắt lưng của mình được ấn chặt xuống, phần cơ đùi sau của mình được kéo căng ra. Hít thở, mình có thể lắc qua lăn qua trái lăn qua phải ở cái tư thế happy baby này để thả lỏng phần thắt lưng, hoặc mình có thể giữ lại ở đây. Tư thế này sẽ giúp mình giải tỏa phần căng cứng ở phần phía hông của mình, phía cơ đùi trong, và giảm stress những cái ngày mà mình đến chu kỳ. Mình có thể thử một vài lần ở đây để giảm đau, giảm áp lực cho những ngày chu kỳ của mình á. Bên qua bên lại thả lỏng cơ thể. Vì tư thế này là tư thế khá là thoải mái, chúng mình hãy cứ giữ một vài phút ở đây nếu được, mà mình không gấp gáp vội vàng gì cả. Hãy chú ý quan sát lắng nghe phần khớp hông của mình, phần xương chậu của mình. Chú ý mình lắng nghe một chút về thắt lưng của mình, những cái phần đấy nó sẽ được kéo căng giãn ra. Sau đó mình ôm gối vào người lại, kết thúc tư thế happy baby và chúng mình sẽ đi qua tư thế cái cày, tư thế đứng trên vai và tư thế vai cá. Đây là những tư thế cuối cùng của chuỗi năm. Mình sẽ về tư thế đứng trên vai trước. Bắt đầu là mình hơi cuộn cái cổ của mình lại một chút, cái cằm của mình hướng ngực. Hai cái bàn tay của mình bám chắc xuống dưới sàn để khép hai cái chân của mình lại. Rồi từ đây hà hít vào, nâng hai cái chân của mình lên cao, bật cái chân qua khỏi đỉnh đầu luôn. Nâng hai cái chân lên, chân qua khỏi đỉnh đầu. Rồi sau đó mình sẽ lấy hai tay của mình đỡ lấy thắt lưng. Bốn ngón tay của mình hướng về lưng quần và cái ngón tay cái của mình hướng về phía trước bụng. Khép hai cái khuỷu tay của mình lại, làm sao cho hai cái khuỷu tay của mình được trụ chắc, bám chắc của mình lên thẳng. Sau đó mình ấn cái khuỷu tay của mình xuống, siết bụng lại, siết nhẹ hai chân, rồi bắt đầu mình nâng thẳng hai chân của mình lên, thẳng hai chân lên. Đúng rồi, ở cái tư thế này mình sẽ cẩn thận trước ở phần cái cổ của mình sẽ cảm thấy nó sẽ hơi căng một chút thôi. Nếu cảm thấy nó căng quá nhiều, mình sẽ lót khối vào dưới cái vai, lót cái khăn dày vào dưới cái vai trước khi mình nâng lên để thả lỏng cái cổ ra nhé. Nên đây là tư thế đứng trên vai. Mình sẽ cảm nhận khối ý thức của mình về cái cổ, cảm nhận toàn bộ máu của mình đang dồn về phía cổ. Hít thở và giữ lại ở đây, mình đếm đến 5, 4, 3, 2, rồi 1, rồi chậm rãi thôi ạ. Chùm nhẹ hai cái chân của mình lại để hai cái chân của mình qua đầu lại. Để hai bàn chân qua đầu, để hai bàn chân qua đầu thì mình đi cái mũi chân về người, về đầu và đẩy cái gót chân của mình xa ra, đẩy gót chân của mình xa ra, thẳng chân lên. Đúng rồi. Rồi hai cái tay của mình có thể buông dọc theo thảm, bám xuống dưới thảm hoặc lan hai bàn tay của mình lại kéo căng, giữ lại ở tư thế cái cày này. Hít thở đều.
Sau đó mình sẽ thoát ra khỏi tư thế cái cày, bắt đầu là mình sẽ tách tay của mình ra, hai bàn tay của mình bám xuống thảm lại. Sau đó mình sẽ kiểm soát cơ bụng lại, cuộn chậm rãi cái lưng của mình cuộn xuống chậm rãi thôi, mình kiểm soát cuộn cái lưng của mình thấp xuống rồi để hạ được hai cái chân của mình về sàn luôn, chậm rãi sai. Sau đó mình sẽ về tư thế con cái đó. Mình chỉnh lại cái hai cái, mình chỉnh lại cái tư thế nằm của mình trước, hai chân của mình vẫn lưng dọc theo thảm và hai tay của mình theo người, rồi đỉnh cái cằm của mình hơi hướng về ngực một chút, duỗi mũi chân của mình ra. Sau đó mình nhích cái tay của mình để lót hai cái tay của mình xuống dưới mông, cái vị trí nó giống như thế này, mình lót hai cái tay của mình xuống dưới mông, hai cái ngón cái của mình chạm vào nhau nhưng không có chồng vào nhau, hai cái ngón cái chạm vào nhau. Sau đó ấn mạnh cái khuỷu tay của mình xuống dưới sàn, mình ấn mạnh cái khuỷu tay của mình xuống dưới sàn vì cái tư thế này rất là dễ và mình dồn vào cổ, cho nên mình sẽ ấn mạnh khuỷu tay xuống dưới sàn rồi mình hít vào nâng lên, đánh cong ngực, hạ cái đỉnh đầu của mình xuống dưới sàn. Lực của mình lúc này dồn vào khuỷu tay là nhiều nhất, sau đó thôi có một chút lực của mình về đỉnh đầu thôi, và mình đưa cái ý thức của mình về cái cổ của mình, cảm nhận cổ của mình được kiểu căng giãn ra ở đây, hít thở đều, hai hơi thở nữa, cứ tấn mạnh khuỷu tay xuống để giữ lại nhé, ba hơi thở nữa nào, cứ hít sâu và thở đều, hai, một, mình hãy thoát ra khỏi tư thế bằng cách ấn mạnh khuỷu tay của mình xuống, sau đó trượt đỉnh đầu của mình để thả lỏng cái cổ của mình, nằm cái đầu của mình nằm hết xuống thẳng, tách hai tay của mình ra, rồi sau đó mình sẽ ôm gối lại, ôm gối vào người. Cái tư thế cuối cùng đó là tư thế trả lại cổ, vì lúc nãy mình đã ngửa cổ ra, bây giờ mình sẽ cuộn tròn cổ lại để trả lại cái cổ nhé. Mình nằm với tư thế ôm gối vào người và sau đó mình hít lên, nâng cái vai đầu của mình lên, cuộn tròn lại cho cằm hoặc trán của mình hướng về giữa hai đầu gối, cảm nhận thật toàn bộ phần gáy của mình được kéo căng ra và mình giữ lại ở đây, hít thở, mình kéo nâng được đến đâu thì tùy theo sức của mình, hai hơi thở nữa, rồi chậm rãi hạ người xuống, buông hai tay của mình ra, thả hai chân của mình xuống, mình nằm nghỉ ngơi, hít thở chậm rãi và nghỉ ngơi ở đây một vài hơi thở, sau đó mình sẽ kết thúc buổi tập.